Đây, hai này mình nói chung này hên nữa bạn. Nó chui vô hang rồi mà tát nước, anh tát nước nó chui lên nè. Đó, 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 đó. Tàu gì ơi, trời con chuột. Quá đồ quá ơi. Quá đã. Ê, hello. Hello. Bữa nay ngày mới với anh em mình đi săn chuột các bạn ơi. Bữa nay hôm nay hai anh em mình sẽ đi chuột, bắt chuột nữa các bạn. Chút nữa anh cu đi chích cá đó, anh vô anh ghé nữa. Đó, bây giờ mình là trong này là cái đám rừng hoang các bạn. Đó, phía trong đó có một cái đám rừng hoang của ta. Giờ hai anh em mình vô động. Đó, nói chung là nếu mà một mình á, thì đi vô đám rừng này cũng hơi ớn lắm. Phải hai người ba người đi vô mới được chứ nó rất là đậm. Rồi, giờ mấy anh em mình sẽ tiến hành vào cái đám rừng. Nói chung cái đám rừng này cũng vô mình cũng vô mấy lần rồi. Đi bắt ong á, Hiến Đạt á. Trước mình có quay mấy clip á, cũng trong đây nhưng mà mình không có quay toàn cảnh. Nói chung hôm nay không có cái bài lơi cam. Có bờ cam thì mình cũng quay trọn cảnh cái đám rừng, nói chung cũng hơi nhỏ chứ không lớn luôn, nhưng mà nó rất là rậm ở trong phía đông này nè. Giờ kiếm chuột và chim theo đây nè. Nói chung là mình gặp chuột bắt chuột, gặp chim bắt chim, gặp rắn máu bắt rắn máu, nói chung là mình gặp nếu trong con gì mình nướng ăn được thì mình sẽ bắt các bạn. Bồng này đi, bồng này đi nha, nha. Bồng này lát nó dòng rồi đó. Bỏ vô. Tàu rắn không mày bự rắn nữa. Đâu đâu đâu, anh để im nó nằm đâu. Lúc đi xa quá mà nó còn chạy. Chạy quá lòn qua bên đường bên kia. Đâu đây gỗ nè. Đó nó trâu trâu trâu. Rớt xuống mà không chuẩn bị được kịp đạn. Kịp đạn mà tôi. Vào trong đó đó. Đi. Anh đi theo luôn. Trời ơi, hai con chuột thiệt mập nằm bên đó. Ở đây một ổ nè. Nó khôn quá, nó rớt xuống cái bò nó. Tuôn ra cái ổ nó xuống đất luôn. Ủa, ổ này không có. Rồi, để mình tắt. Ổ này để cái gì? Có. Bỏ đi, kẹt cái điện ở. Tự sao trời, tôi tụi nó bự ra luôn. Chạy xuống luôn trời, hơn chỗ bự. Trên đó nè. Trên gỗ này chạy xuống. Trời ơi, trời. Trời nó chạy. Nó lông bên kia luôn rồi. Bắn tục tục vậy mà nó không. Tục tục luôn nó không ra. Trời ơi, bỏ nó bắn nó ra, nó bắn nó ra. Cái chục này hên nữa các bạn. Nó chui vô hang rồi mà tát nước, anh dàn tát nước nó chui lên nè. Đó, 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 đó. Tàu gì ơi, trời con chuột. Quá đồ quá ơi. Quá đã. Chuột cực kỳ mập luôn. Trời ơi, nãy giờ xảy 4 đông con luôn. Cứ một ẩu là một con như thế này nè. Tàu gì ơi, đã. Đó, tàu gì ở đâu nè, đâu đưa vào các anh nha. Tàu gì ở đâu con chuột. Cái hang ánh đó. Ừ, ừ. Dàn tát nước nhưng mà không chạy lên, nhưng mà anh lấy cây anh tọt, nó cục kìa chạy lên. Ôi giời. Chung là nó ở trên cái ổ trên đây nè, không biết còn con nào không để mình tọt nó. Rồi liền liền chỗ bên đây đi, tôi bỏ vô bọc. Đây nè. Đó, tàu giờ con chuột như thế này nè. Đây là một ô vàng.
chuột vàng ấy da, tao có chuột giấy nữa Giang ơi, chuột đực, chuột giấy. Rồi mình bỏ vô rồi mình đi kiếm nữa các bạn. Tức là vô trong đây mình cây cấu rồi nó dướng quá mình không quay được. Này phải có người theo quay cả. Dạ dạ. Xuống trên khổ trên này nè. Ổ ổ. Chùm đang thui đó có một con thiệt ngon luôn nhưng mà nó chạy mất các bạn. Nhưng mà nó chạy mất tiêu rồi. Chung là chuột trong này nó chạy nhanh quá. Hô là nó chạy như mới bay vậy. Rồi. Chung là cái hàng rừng này còn một khúc nữa thì nó sẽ hết đến đám rừng, mình sẽ quanh lại cái góc ngay chỗ cái nhà hồi nãy nha. Nãy góc đó có cái nhà mình chưa có đi thẳng vô trong cái nhà. Nãy cái đường đi ngoài đó vô có cái nhà nhưng mà đường mình không có đi thẳng vô. Mình tắt đằng này ra. Giờ mình đi xong cái đám rừng này mình quay trở lại. Ồ, cái này mình đi gần hết cái đám rừng rồi mà mất con còn nãy nha. Có mà ơi. Ồ, nãy giờ chảy quá trời luôn. Xảy ra 5-7 con. Con nào con nấy. Chà bá lửa luôn. Vô rừng rồi gặp mang cái ba lô tàu rồi nó dướng. Ê trời 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 gì vậy. Ê ê con răng trời trời trời. Ừ. Ừ trời. Con nằm ngay chỗ này nè. Trời anh Giang té ngay chỗ này cái con rắn thiệt bự luôn. Không lấy cái cây tọt này Giang cái cây nhỏ tọt cái này nó nằm ngay chỗ này không đâu. Ừ nằm tới tọt ở dưới sinh á chứ không phải trên cây. Con rắn nước cái gì á. Trời con rắn nước thiệt bự á. Ú ù luôn. Nó nghe này nghe ù nè. Ù chung là gặp con rắn này chảy luôn nữa rồi. Ê kìa kìa ở chuột kìa đừng bắn thịt bắn đi. Phát hiện trên đó được một cái ổ nó gian bắn nha bà. Trời cay. Nó hay gì vậy? Ổ nằm tuốt trên đó đó. Nó nằm lúc trên đó đó. Dạ dạ. Cái cây nữa. Dạ. Giang dắt. Giang với anh làm cái nước đi. Nãy giờ anh không biết. Nãy giờ mình phát hiện nhưng mà đây mình im ru mà mình không có nói. Đi ra ngoài mới ruộng luôn. Dạ dạ ớt à mình dướng cái nói chung là mình đem theo cái cùi giấy kiến nữa nè mình ráng kiếm chừng 2-3 con mình quấn giấy kiến nướng á mà quấn lá bông súng nướng. Ồ cái này có ổ nữa anh Giang, cái này có ổ nè là anh bắn thôi kìa hả. Dạ dạ. Nói chung là đi vô rừng thì nó rất là cực. Rất là căng luôn. Lúc nào chắc cắn. Lúc nào cây cấu rồi tùm lum hết. Ở phía trên nó còn ổ rồi nhưng mà không biết có không. Mình thả cái máy xuống mình bắn không à. Nói chung là quá chắc.
Ui dạ dạ. Giang đi nấu tiêu luôn rồi. Đâu rồi Giang? Dở mình lên coi coi nó có đeo không. Nói chung là nãy giờ nó cắn ở dưới giò này. Cắn ở dưới giò mình nhiều. Cắn quá trời luôn. Gần cuối cái đám rừng này mình sẽ đi ra. Đi ra giùm bọc lại cái nhà quan các bạn. Ây da, trời ơi sâu. Chung là giờ nó cũng nó ngứa. Nó ngứa đâu thì mình cũng ráng mình chịu nó nha. Các bạn. Chút nữa mình ra ngoài kia mình lỡ. Ây da. Dạ, cái gì đây? Nói chung là vô đây thì cái chỗ nào mà ngứa ngang ngứa ngứa là nó đó. Ây da. Ô. Đó, giờ mình ra cái ngoài đó có cái bờ hay gì. Đây nè, có đây. Ây da, trời. Trời ơi. Đeo chui vô tới luôn, luôn trong lưng quần luôn luôn. Cái áo là chui vô tới nách luôn á. Tự con chim ấy nhỉ. Trời ơi. Ủa ráng dính tưởng không đeo tới đây. Con này thì nó chui được đủ thứ chỗ hết. Rồi giờ mình lại cái khu nhà quan các bạn. Vàng ngăn dắt qua đi vòng qua đường kia đó. Có người dân chim ở đó. Giờ mình đi qua bên đây các bạn. Mình đi bên đây quanh vòng vô trong cái nhà quan á, mình vòng trở ra đường nãy. Rồi. Mình lại đang đi vòng bên kia rồi. Mình đi vòng qua bên cái khu nhà này. Khu nhà quan. Có một cái nhỏ trong đây này. Đó người ta. Ôi giời, có máy bay hay gì bay. Trực thăng bay. Nhưng mà đó người ta ở đây có một cái đám ở đây có một cái đám đám chanh các bạn. Cái khu cái giường á. Ở đây là cái đề. Đây có cái đề nhỏ nè. Ủa, con gì chuối ngoài đó. Dạ, bài lớn quá. Mình cũng dần dần tiến vào cái nhà quan. Lâu lâu thì nói chung là cũng có một cái clip hăng hăng đùng đợn. Thì mong cả nhà có người nào xem được á. Anh nào xem được thì cứ xem, bạn nào xem không được thì tới đoạn này cứ lướt qua cả nhà. Dạ. Có bụi mình tâm, đau rồi. Ủa mình tông thiệt bự luôn. Nhưng mà nó không có ổ, không có chuột, chuột không có làm ổ. Đây. Đây có phía cái nhà này. Chung là mình cũng đi bắt ong trong này mấy lần rồi. Cái này người ta bỏ thì cũng khá là lâu rồi. Đó. Cửa đồ xét hết rồi. Gạch cũng rất luôn. Đó thì mình với anh Giang nãy giờ nói chung anh Giang sự dắt anh bỏ chở tét rồi, anh sẽ vòng qua bên kia anh đi anh hái bông súng các bạn, anh coi có cá hoặc anh mò. Anh chung là anh cũng hơi ngán còn dắt mình thì mình lập qua đây để mình quay cái nhà quan với cái động ở đây nhiều khi mình có gặp được cái ổ thì bắn được con nào nữa hay không. Chứ mình chỉ mới được con chuột thôi, không có chuột nhiều thì mình sẽ bắt rắn máu các bạn, chuột nhiều lắm nữa ra mình sẽ đi theo mấy bờ kinh đó, mình bắt thêm vài rắn máu nữa mới đủ ăn. Chứ mà mấy anh em mình bữa nay đi là dở theo gạo đồ để nấu cơm luôn, đó. Mình sẽ tìm một thức ăn, bây giờ là có gạo rồi, thì mình chủ yếu là chỉ tìm thức ăn thôi, như là chuột, rắn máu, mình. Bên kia có một cái ổ thiệt bự luôn. Rồi ra tới đây thì nó cũng đã
xem ra tới ngoài cái chỗ nãy mình đi nè, đây cái chỗ nãy mình đi nè, có mấy cây cao nè, nhưng mà không gặp được con chuột nào hết, không gặp được cái ổ nào hết. Cái này thì mình đi mình sẽ bắt cho đông các bạn, đi 5-6 người đó mình sẽ chặn đầu chặn đít. Ý có một con rắn máu. Ô có một con rắn máu, con rắn máu chạy vô rồi. Còn cái đường nhà quan này thì bằng đi mất ngày mình đi một mình thì còn tạm được, chứ mình đi một mình thì hơi ngắn các bạn, vì nó rất là đậm. Trong cái nhà này nó rất đậm, nó chỉ trong đó miếng thì nó sẽ đậm rồi, nhưng mà nhà tâm này thì nó rất là đậm luôn. Đây phải trong miếng nhà quan các bạn, dầu bọc bên kia có một đám mình cầm em đi. Giờ mình đi ra kiếm dạy nó nấu mới nấu nướng được ăn các bạn. Nói chung là chung là đi bắt rắn máu thì hơi nhiều, chứ đi kiếm chuột thì hơi khó các bạn. Dạ, ta. Ô, đập cái gai, ô gai bất cỡ. Chung là trong đám được người dắt cực kỳ nhiều các bạn, Giang bỏ chạy luôn. Đi cứu đi chết nữa. Đâu, nãy có lòng không nhỏ xuống không? Đi đẳng lòng xuống nhỏ luôn. À, giờ mình với Giang nói chung là đã được có con chuột hả Giang? Con cu thì chết nữa các bạn. Mình đi quay chứ mình không quay, mình cũng đi chọc chọc bậy nó đợi kiếm ăn. Đó, bông súng nằm dưới đó. Có mấy cái bụi có bông nữa kìa. Ô này cũng còn nhiều nữa chứ. Đùm nào đó không có đủ ăn này. Lát nữa mình lại mình review cá cho con cu chết để cho bạn xem này. Trâu à, tới cổ á. Trời, khoan, lòng xuống, để cho anh cu lại cái. Cu. Ủa, nó sâu thiêu kìa. Trời ơi. Ô, được con ếch nữa. Con nào hai con nấy các bạn. Được hai ba con thì nó mới nằm bó lại nướng. Trời ơi, bây giờ lại cũng 11 giờ rồi. Thằng chị nghe nó rất bụng. Giờ anh Giang sẽ lông xuống bẻ mới đọt non các bạn. Vài cái lá bự bự với vài cái đọt non, với mấy cái cọng bông nữa, lá nữa mình quấn lại để mình nướng đó. Chung là hôm nay nướng cũng hơi ít rồi. Giác này nó quá nắng. Ê, mò cái chính giữa có cái bông non không em? Mò dưới á. Dưới có lú đầu lên dưới. À, để anh Giang bẻ bông cái mình vô mình quấn mình nướng nha bạn. À, Giang thì bằng chuột với con ếch. Còn lát nữa cái cũng là con cá nào nhỏ nữa không dạ. Chứ nói chung là hơi ít. Hết thu các bạn. Con chuột giải quá mập luôn, cực kỳ mập luôn. Như đây còn ít con cá. Đây, con cu mới làm được mới cá này. Lát nữa anh lại gửi ra cho review cho bạn xem. Rồi nãy giờ mình đi kiếm củi được đóng rồi nè. Mùa trời mới mưa hôm các bạn. Giang anh nãy lòng xuống nước ngứa ngáy nên lột áo luôn. Đây thì mình ở gần cái bên cái đám rừng này. Đám rừng thì nằm ở phía bên đây.
ở đâu rừng hay nằm ở trong đây. Dạ, ừ. Kiến cắn gì? Ủa, trời. Giờ chờ cô đem có ếch cái nữa các bạn ơi. Chờ, chờ anh cô anh dứt dòng cái có ếch nữa, có cái nhỏ nữa. Chú này đi càng thất bại các bạn. Thất bại rồi. Nhưng mà cũng được vài con mình hôm nay mình ốp đồ mình nướng ăn cũng có lý nha các bạn. Nói chung là mình cũng lay rai luôn, hôm nay cũng có mình cũng có dở theo rượu lay rai các bạn. Nên mình ra đồng thì xương xương cho nó ấm lòng. Đó, đây có cái đàn bò ăn kế bên. Đây, nguyên cái đồng. Đây thì vô trong Campuchia thì sát bên các bạn. Đây mình đi tắt vô trong đó thì sát bên. Đây là cái đồng nước nẩu mình năm nay nó chỉ mò tới đó thôi. Năm đầu mà nếu mà nước lớn thì cái đồng này thì nó sẽ ngập luôn, nhưng năm nay nó sẽ không ngập. Thì mình nghĩ năm nay thì chắc có thể nhiêu đây là nó rút rồi, nó không lên nữa. Đó, nó cù lợi rồi kìa. Đây nè. Nè. Trong lóc rồi. Rồi, đợi cù lợi. Cù lợi thì biểu cá các bạn. Chích được như là cá này. Một cá. Này, cá đồng mình các bạn. Ầu vô trời. Ầu vô. Ừ. Ừ. Ô. Cá. Ô ừ, trời trời cá. Ở đây. Ừ, con cá nè. Ô. Ừ. Trời trời cá. Ô ừ, đây con này. Hai con. Cái này con cái con đực cái gì á? Ừ, bỏ vô cù để làm cái xổn cái răng ngoài kia cái đầu luôn. Rồi ra mất. Ừ. Xong rồi này. Ờ, những con nó được rồi. Gì? Con kia muốn cần ký mẹ nó rồi con. Ờ, cái đầu khỏi luôn đi. Cái đầu khỏi đi. Đập đầu nó cái. Đứng dậy, ủng cái đầu. Nói chung là anh cu làm trong này chắc cũng được 2 kg à. Dùng liều lại chắc 2 kg anh cu. Mấy con đó ngoài bến đò hả? Ồ, chung là cũng đưa con cá trào với mình được con chuột với đưa con ếch với hàng con cá trào nhỏ nữa. À, nói chung là như đây mấy ba anh em mình cũng lai rai được các bạn. Mình có ta. Mình dở theo đồ nè. Cuốn rồi. Là mình dở theo đường muối bột ngọt tiêu tắt cuốn hành đó. Mình ốp để mình cuốn quấn vô cái lá sen này mình quấn với kiến lại cái mình nướng nha các bạn. Bỏ thêm muối chứ đây thôi lát cái gì chấm ngọn chạc khỏi rồi em chéo đi chéo được chấm đi bỏ thêm vô miếng luôn có nhiêu dùng hết vô cái miếng đủ nhiều nãy bỏ đường chưa. Trời ơi, có miếng tiêu cũng chừa nó chi trật. Lộn mẻ luôn. Trời ơi, nó chéo. Biết con ơi, chú phổ nó đang chú đổi mất hôm nay ở nhà thôi. Còn tỏi cho mẹ luôn để cây dồn vô ít màu nhờ là ghim. Chung là mình ít màu nhờ cái là ghim nha các bạn. Ừ, đây là quên này rất tận dùng mới không mới để ngoài lá nữa sống còn cái cây bù súng nữa đâu súng chưa đặt không chưa đặt sàn cũ này cứ súng này hai lá này. Để bỏ bớt ra lá đi. À, lá đi để lá nướng thấy. Khoan bật đầu vào đây. Khoan đâu luôn coi. Coi lại coi. Chỉ vô con gốc rồi. À. Đi luôn. Rồi, đi đi nha.
Rồi, lật lại. Ơi. Ê. Hay lúc rồi nha. Cái này mà một lốp ở ngoài lúc đầu tiên là nó cháy. Đó, bỏ lên mình đứng rồi nè. Rồi, đây. Nói chung là dạng bắt cái nào được nấu cơm luôn nha các bạn. Còn cái cuốn nước với bạc thì mình nướng con súng kia mình sắp chín rồi. Đây, cái này là mình chuẩn bị sẵn nguyên đây hết rồi nè. Nó chấm mình chấm chéo, vừa là đùm đầu râm, bên kia là cái bông súng. Rồi, mình chuẩn bị cái nồi cơm nữa nha cả nhà. Rồi, chung là anh nấu cơm nữa nè. Đó, bắt lên giờ cũng sắp chín luôn rồi. Chứ đâu, không có tí xíu đi. Giờ vớt cái cục này ra trước đi. Cái cục này giờ chín nhiều lắm rồi nè. Đó. Cái này là mình là kêu bằng cái gì giờ mình cũng không biết kêu bằng cái gì nữa. Chuột cá trắng ếch nướng với chuột, cái này thì chuột với ếch với cá nướng với lá bông súng các bạn, quấn với nướng lá bông súng, quấn với kiến ở ngoài mình nướng. Đó, nào giờ mình cũng chưa ăn món này nữa, không biết nó có kỹ gì không con, lá mình ăn thử. Thơm. Ok, nó chưa miếng xương. Có gì nữa. Đó. Úi da da. Khui hàng ơi. Khui cung. Tao giờ cái lá ông xuống đang từ lùi vậy. Đó, xuống đang cái chó vậy. Nè, khoan cung, cung cung. Anh lộn lớp ra đi cái đầu anh chừa lại lớp để đây nè. Tao tàu ngon lậu rồi mình nhất con gà gạo đây thằng nào à thơm các ơi nãy con củ hành để nguyên cái gì mảnh thơm lậu rồi thôi đi nhà hàng à. Đó, mình chờ cái nồi cơm nữa mình đem lên mình lay ra nha các bạn, giờ anh em mình là cũng cuối cùng cũng tới cũng chắc nha các bạn. Hôm nay có anh cu nữa nha cả nhà. Hôm nay là đồng mình làm thủ tục cúng kiến nữa. Bà chiến sĩ nhiều phụ hộ cho mấy anh em mạnh giỏi ra đồng làm nhiều món ăn nữa. Cái này là lạ chứ. Nào giờ mình mới nói nướng cái lá bông súng rồi bà. Mình tính hái lá sen nhưng mà đều mình làm cái món bông súng cho nó lạ. Hôm nay anh cu anh sẵn anh đi chích á, có được con cá nữa. Chứ không thôi là hai anh em mình chỉ có con chuột à, con ếch thì không có luôn. Nếu mà được con chuột thì lúc nãy phải đi ráng kiếm 2-3 rắn máu nữa nha bà. Nó có nồi cơm thiệt ngon. Cơm. Đó, rồi, mời các bạn lay rai với anh em mình nha. Hôm nay lay rai giữa rừng hoang. Trong đó nói chung là hôm nay mình đi bắt ở rừng hoang. Mời anh em vô đây nhậu với mấy miếng anh em ơi. Mời cả nhà ơi. Cái này là cực kỳ ngon nha các bạn. Đây là cái con chuột, đây là con cá lóc nhỏ, đây là con lớn nha các bạn. Đây là cái củ hành chứ không phải trứng gà nha các bạn. Đây là cái củ hành tím á. Rồi, mời cả nhà ăn với anh em mình chứ ngoài đồng mình chút mình miếng này, miếng cơm này. Ngon. Với lại rài bây giờ chụp đỉnh luôn. Vô coi. Cả nhà lại ra với anh em mình nha. Chứ là mình quên bấm quay. Sao hình tự dòm là thấy nó chết. Không được trời. Đỡ không hối rồi. Mốt đi đem theo mình mà ba không đau rồi.
cắm cái cây. Này có đậu phộng, đậu phộng đâm cái những nhện gắt lên nó tự luôn. Rên cay quá. Gọt đó ra nãy giờ không. Ngon. Ăn một cái cay tiếp liền. Quen với nhau á. Ăn rất là cay. Sao ấp. Khó ăn rồi chứ. Bắp với Ấn Độ luôn quá. Sao ăn? Ăn con này trước nè. Thơm dữ chứ. Ăn con này trước cho nó nóng. Thơm của nó nguội. Ăn đi, xé đi. Ngon quá. Đừng trước đi. Ta lạ chứ. Mới bắt đầu chuột phải đóng. Vô. Mở bạn ly rượu với anh em mình nè bạn. Mở ly rượu trăm cũng dùng để hết dùng luôn. Cắp miếng chuột ở đây. Ngậm miếng nước trong miệng sẵn. Cầm chuột lên cho khoắn. Gì? Bỏ thành con tàn nước ra dữ vậy. Nước là... Dùng bắn đông luôn. Ừ. Chạy 4 năm còn tôi nói con nào nấy. Ổ như vậy. Ừ thì mới ổ á. Nó to như nhẹ nhẹ là đúng ra bắn. Quá ổ cao quá tao không được lấy thùng bắn. Con này có mấy ổ đó. Giặt không bắn không có ngon. Nó tự tọt hết à. Cũng là vũ rừng nhận ba mạng. Nhưng trời này tay mình nước ba mạng không có quay. Không có nấu chuột chắc chúng ta không làm rảnh không ngập chúng tôi tỏ ổng nên chắc hình như không không có ổ nào. Qua cà chuột gì nó bự luôn, chuột nào nấy cành cành vậy không trong cái cũ luôn là nó có hình không sắc ra mới rồi. Dính dính mấy đông súng này mới ngon. Chính tới đồng luôn. Mấy bạn nóng dữ. Đi tôi còn canh gì lắm rồi. Canh nó dòm dò dùm cắn nữa. Không có mà sao xuống tới cái đầu gốc này xuống cuối này xuống dính hết á. Tại ở trời. Khúc bên này phải không? Ừ. Đầu nè. Khúc mấy cái này. Ừ. Khúc mà té, khúc mà tôi té cái nó rắn á. Bắt đầu dòm xuống trên nó dính rồi. Không, anh thấy tôi gỡ lên mới phát hiện. Dòm xuống bún gì nhoi trời vô đất. Tôi đâu có nói. Tôi thấy cái từ gỡ anh thấy. Đĩa không sợ mà tôi thấy nhắc là muốn bỏ chạy. Đâu cho biết. Tôi nghĩ anh không có sợ. Xong đó rồi, nhầm bậu rồi. Ở cái này đó, ở cái này. Chuột, chuột với mình nè. Trong ngay hai cái mã tàu á. Ở nhà ngoài đó chỗ đó rồi. Mua đó. Hôm nay về ngoài đâu. Sống rồi. Ừ. Nhiều lắm muốn gặp đâu. Để cái hoa, hoa súng. Chuột đặt trong xuống dài nó nói chuột được đồng được. Rồi bạn cũng chuột á chấm.
Hôm nay mình nấu cái nồi cơm nữa. Hôm nay cũng cơm. Để cái cần chéo vừa nữa. Úi dạ. Rồi, mời cả nhà luôn nha. Mẹ nó đừng có thịt bò luộc nóng luôn, nướng tái tái nó đừng chấm luôn coi. Đi đâu à? Nướng rồi nướng nướng ấy ấy mà ốp ốp nó nướng đủ để tạo rồi bò. Vài bữa nữa hai gặp này nè, đi gà cò bữa. Mình thấy ông miền Tây nó đi gà cò mổ. Mổ thì có mua mổ. Ờ, đây. Nhưng mà rất ngon các bạn. Chấm bên đây đây, hết nãy giờ chưa ai khui nữa. Trong đây nói chung là ra ngoài đồng nhưng mà đem đồ theo cũng hơi này cũng xém đủ. Nói chung là cũng còn thiếu mớ nha các bạn. Thiếu mớ đồ là ghim. Cái này cũng cực kỳ ngon luôn. Mình nướng với cái lá bông bông súng nè. Cái lá già, lá già bông súng á nhưng mà không có bông súng non. Lá bự đây. Bỏ rau rơm này. Đó, mình nướng với mình bao cái lá bự vậy nè. Quấn với kiến lại. Quấn với bạc lại. Rồi cái đầu con cá, cái đầu con cá bự này ngon lắm. Đó, đây nè. Đầu gì vậy cái này. Dính chà, dính chậm chéo với sa tế. Đốt hai cái luôn các bạn. Sa tế với là cái chấm chéo. Làm con tỏi ra. Làm... bùi, ngon nào ơi. Nhức 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 nách, nhức nách rồi. Nhức nách rồi. Đổ nách vô mình bình. Nè qua súng. Rồi. À, nãy giờ mình mấy anh em mình cũng lai lai ra ra như cũng như đây các bạn. Còn là nguyên cái khúc đầu của con cá này, cá lóc. Nói chung là ở trong đây thì thấy vậy chứ ở ngoài thì rất bự các bạn. Đó, nó cổ chân luôn á. Qua này không có con đâu. Bắp chuối á. Này phải củ tỏi nó mới ngon. Đó. Rồi. Làm miếng củ tỏi coi. Quét luôn miếng nhiều người trong chéo rồi nè. Đào gần cũng trơn quá. Ăn cái này. Đó. À. Bạn à. Ê, tổng. Mùi ngon bạn ơi. Ừ. Hình như củ tỏi ngon hơn cái đầu con cá này nè, ngon hơn thịt này nè. Ngon, ngon nhất hết rồi. Lá để luôn á. Mặn lắm á. Rồi, nói chung là hôm nay mình cũng có cái clip thứ hai để ra đồng để mình bắt cái này kia để mình nấu ăn các bạn. Đó, chung là có anh Giang. Nói chung là ảnh lồng dưới nước á, ướt áo ảnh là thành ra ảnh lột áo ra dục. Đừng coi. Đó. Chúc các bạn một ngày xem clip của anh em mình vui vẻ các bạn. Bữa nay ra đồng đi bắt chuột không có các bạn ơi. Chỉ có con chuột hay chuột với anh em mình ra với trai xị đồ đế các bạn ơi. Mong các bạn xem được clip của 200 vlog á với mấy anh em mình á. Thì mong các bạn đăng ký ủng hộ, like chia sẻ để mấy anh em mình có động lực làm nhiều những clip nữa cho các bạn xem nha. Bây giờ mình cũng chúc các bạn xem vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye các bạn. Bye bye. Bữa nào gặp lại được.